À, đó ở Quảng Ninh đó, có pháp giải oan gia trái chủ, con có nên đi để cúng dường và giải nghiệp không, hoặc con có thể làm cách gì để giải nghiệp? Quên mở cái đấy, đây là cái bảng câu hỏi. Thường lo có À, lẽ đi. về cái vấn đề này đó thì sư đưa ra một vài cái trường hợp ví dụ điển hình để cho quý vị biết ha. Thứ nhất á, là trường hợp trưởng lão Thích Xá, vị này bị bệnh do nghiệp ấy, tức là bị lở loét toàn thân và bị như vậy cho đến lúc chết. Cái nguyên nhân là do ở kiếp quá khứ ngài là một cái vị thợ săn, và khi mà bắt chim á, bẻ gãy chân của những con chim để không cho nó bay. Thì do cái nghiệp đó là ở cái kiếp chót là ngài bị cái lở loét toàn thân rất là hôi thối mà chư tăng phải tránh xa. Thì quý vị thấy là Đức Thế Tôn ngài biết hết, nhưng ngài có mặt một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ngay trước đó mà ngài còn không có chữa cái bệnh do nghiệp. Ngài không chữa nha, mà ngài chỉ tắm rửa cho ngài trưởng lão Thích Xá cho sạch sẽ, đỡ cái máu mủ hôi tanh đi, và sau đó thuyết pháp cho vị trưởng lão Thích Xá nghe, và nhờ đó vị trưởng lão Thích Xá chứng đắc đạo quả và sau đó viên tịch do cái căn bệnh. Cái trường hợp thứ hai là ngay cả bản thân Đức Thế Tôn ngài gặp mà hai cái căn bệnh kinh điển, một là bệnh đau lưng, là bệnh do nghiệp, là do ở kiếp quá khứ ngài là một cái vị đấu sĩ, một cái vị võ sư, và khi đánh người ta ngài đánh vô lưng của người ta, và do cái nghiệp đó ở kiếp chót là ngài phải chịu cái bệnh đau lưng, đó là bệnh do nghiệp. Nhưng mà ngài đâu có một cái phương pháp nào được mô tả lại trong kinh tạng là ngài giải quyết cái bệnh đó đâu. Và một cái bệnh thứ hai là bệnh kiết lỵ, là cũng do cái nghiệp quá khứ, ngài khi đó ngài làm nghề y đó, và do một cái ác tâm cho nên là ngài đã cho cái thuốc độc để cho người ta uống và người ta chết do kiết lỵ. Và chính do cái ác nghiệp thời xưa đó thành ra đời nay là ngài phải bị ở kiếp chót rồi đó mà ngài phải bị kiết lỵ và ngài viên tịch. Thì quý vị thấy đó, Đức Thế Tôn ngài đâu có dùng một cái phương pháp gì khả dĩ để ngài có thể chấm dứt được cái bệnh vô nghiệp. Mà Thế Tôn là ai? Là nhân vật đứng đầu trong tam giới. Không có gì gọi là ngài không biết, mà ngài còn không tiêu trừ cái bệnh do nghiệp. Quý vị, mình là cái gì mà mình đòi trừ cái bệnh do nghiệp? Nếu như đó thật sự là bệnh do nghiệp nha, thành ra đó nếu như quý vị muốn mất tiền thì như sư nói ngay từ đầu không ai cản quý vị hết, chúng ta hoàn toàn có quyền tự do đối với tài sản của mình, muốn cho ai thì cho, muốn phung phí thế nào thì phung phí, muốn làm cái gì đó thì làm, nhưng mà chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động đó của mình ha. Còn đó có phải là bệnh do nghiệp hay không thì phải nói là sư không có thẩm quyền. Bởi vì thứ nhất là sư không có thần thông, thứ hai sư không phải là bác sĩ. Cho nên á, cái việc này á, sư vẫn khuyên là bệnh thì nên đi bác sĩ. Đức Thế Tôn ngài bệnh mà ngài còn phải gặp bác sĩ. Mình bệnh mà mình đòi gặp Thế Tôn, mình đòi gặp mấy ông sư là sao? Thế Tôn bệnh, Thế Tôn đâu có gặp mấy ông sư. Thế Tôn bệnh, Thế Tôn gặp Lương Y Chi Quá Cát để chữa bệnh. Đó. Cho nên là chúng ta có cái hiểu đúng thì chúng ta sẽ bớt đau khổ. Nhưng đương nhiên ở đời mà có thân là phải có bệnh thôi. Ai tránh không khỏi bệnh. Muốn hết bệnh thì đừng có cái thân này nữa. Mà muốn không có thân này nữa thì hãy tu tập. Hãy làm những cái điều công đức, làm các điều phước thiện và nỗ lực tu tập theo bát chánh đạo để hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Khi chúng ta giải thoát giác ngộ rồi, chúng ta sẽ không còn những cái bệnh này nữa. Hả? Không biết cái vấn đề này hai vị có bổ sung gì hay không? Sư Tệ Tường có không? Phải lên đề này Dạ rồi. xin từ từ hả?
Nói trước đi. À, chưa có nghe sư ơi. Mời đi đến chính tâm đi. À, rồi Rồi sao nếu không mà nói? Mời đi đến chính tâm. à, rồi nếu mà nếu hai vị không có thì giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Tốt, 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 tốt. Bảy, bảy. Sao kỳ vậy? Ủa? Vì Alo. con alo Okay. sao Tôi chưa nói luôn. ủa Tôi chưa tại nói nãy luôn. sư hồi nãy sư nói là sư không nói đây 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 tại chưa có qua rồi Nè, cái câu này nó tại vì phải xin quay lại câu này à, tại vì nó mắc cười à, tại vì á, cái tên là cô nè, nhìn cái tên thì tên chắc là phần người nữ rồi, nhưng mà nếu không có tên á, thì tôi cũng đoán ra được là chắc nữ, tại vì đa phần á người nữ họ sẽ đi đường tắt, ví dụ như con học dở đi, mấy ông nam á, mấy ông nam á, mấy ông cha đó sẽ kêu con gái học này nọ cho đi học thêm, nhưng mà mấy bà chắc đi hối lộ thầy cô đồ này nọ cho đường tắt, thì sao cứ phá giả nghiệp đó ta. Ngộ cái điều đó là quý vị rất là phái là trải nghiệm, phái phái giải nghiệp, phái giải nghiệp. Nếu mà nghiệp mà giải được á thì nó sẽ không có tính chất răn đe, nó không làm cho chúng sanh sợ. Giống như mà bây giờ mà nhà nước mà ra cái lệnh là nhà nước ra cái giờ cái hiến pháp là bây giờ ai có tội lấy tiền chuộc tội thì thường người ta sẽ phạm, và người giàu sẽ phạm pháp rất là nhiều. Bởi vì sao? Tội giết người đi nữa, bỏ tiền ra là chuộc về được là hết tội, thì chính pháp luật tới khi đó nó sẽ không có tính chất răn đe. Cũng vậy, nghiệp mà mình dùng cái cách nào để mình giải được á thì khi đó nghiệp nó không còn có tính chất răn đe chúng sanh nữa, để người ta sợ, người ta đừng có làm. Có câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả, vì Bồ Tát sợ nhân không làm nhân để không bị quả, còn mình á mình sợ quả, khi quả ra rồi mới sợ cái quả, mà sợ quả không phải để lấy nhân mà tìm cách hối lộ, tìm cách đi đường tắt để cái quả nó bớt tới với mình. Thưa quý vị, ở trong kinh Tương Ưng á, Thăng Chi á, bệnh có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là do vật thực, thứ hai do thời tiết, và thứ ba do tứ đại không điều hòa, và thứ bốn mới là do nghiệp. Nhưng mà chúng tôi biết hiểu hiểu chúng tôi rất là hiểu là khi mà mình bị bệnh như vậy rồi mình đi bác sĩ tùm lum mà nó không hết những bệnh kinh niên này nọ, thì mình vô tình mình sẽ cho rằng đó là nghiệp của mình. Nhưng mà thực tình đó, nó có bốn nguyên nhân nào, không phải là cái gì mình cũng đổ lỗi cho nghiệp. Nghiệp mà nói chuyện được nó oan ức lắm, bà con ơi, bà con cái gì cũng đổ thừa cho tôi oan dữ lắm nha, mình bị mất cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp hết, thì cái này không được. Cái thứ nữa là một vấn đề nữa là khi mà quý vị bị một cái gì mà quý vị đổ thừa cho nghiệp rồi đó, là quý vị cứ ham đi đường tắt để giải tỏa cái nghiệp đó đi, thì cái đó là cái không thể xảy ra, không thể xảy ra. Chúng tôi đọc kinh điển, chúng tôi cái chuyện chúng tôi đầu tiên chúng tôi không tin là cái chuyện gì, cái chuyện hết nghiệp, cái chuyện là lộ trừ được nghiệp hay là đi đường tắt để giải nghiệp. Bởi vì sao? Trong kinh chúng tôi đọc, chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều cái sự trả nghiệp, toàn là thánh A-la-hán tứ tại phân tích lục thông, và đồng thời chính Đức Phật cũng là cái người để trả cái nghiệp đó. Cho nên quá trời tôi trong kinh các vị A-la-hán toàn là tứ tại phân tích lục thông, không mà vị nào vị nấy gọi là với một cái sự nhập niết bàn, gọi là cái chết bất đắc kỳ tử luôn. Nhưng mà rắn nó cắn Ubu Upasena là em của Đức Ngài Xá Lợi Phất, rắn cắn vô cái vai trái một cái đây chết niết bàn thôi, nó nói gì xong 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 cái cuộc sống của một vị A-la-hán là niết bàn, rất là đơn giản cho đối với cái sự viên tịch của vị A-la-hán, không có một cái gì gọi là nghiệp tới à, nghiệp tới. Còn còn mình là nghiệp tới, mình tìm cách mình trả treo với nghiệp. Tại thời quá khứ mình làm, bây giờ mình phải nhận thôi, cái đó là cái bắt buộc phải mình phải hiểu được để mình gọi là để mình không có tà kiến về nghiệp, để mình đi làm những cái chuyện không có đúng đắn. Mình bây giờ mình lo tạo thiện đi, chứ không phải là mình ngồi mình đi giải cái nghiệp. Giải có được đâu quý vị.
Nếu giải được là Đức Phật ngài đâu có chịu kiết lỵ, người đâu có chịu đau đầu, ngài đâu có chịu đau lưng, ngài đâu có chịu bầm ngón chân để người cho cá băng bó tùm lum, thần thông cũng không thể nào thoát khỏi nghiệp. Cho nên đừng ở đây mình đừng có cái tư tưởng rằng là sẽ làm cách nào để tiêu trừ cái nghiệp mình đã làm, không có đâu. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái mẻo theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Cho nên mình chỉ có cách là mình cố gắng mình làm thiện lên để cái nghiệp biết đâu một phần nào đó nó vơi đi, nó ngăn chặn được thôi. Tức là như những buổi giảng trước thì đã có nói là để nghiệp cho nghiệp xấu nó không có đổ kịp, nó không có đổ kịp thôi chứ. Thì sư cũng xin kết thúc cái câu trả lời đây.